Dạ vâng, em xin gửi lời chào đến quý vị nhé và gửi lời chào đến anh khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây em sẽ tiến hành test cho anh khách ở thành phố Hồ Chí Minh cái cặp loa SX7A nhé. Hãy đặt sản phẩm của em. Đấy, ở đây thì em đang dùng một cái âm ly đây. Em sẽ test từng chức năng một nhá, ba tép nhá, từng chức một luôn. Đấy, đây là căng của sản phẩm anh nhá. Em cho bát ở trước nhá. Tép về không này. Đêm dài vầng trăng lững lờ trên đầu. Vầng trăng ơi người thương ơi. Vầng trăng sao không còn nữa, em ra đi chưa nói một lời, dù một lời cay đắng trong tôi. Dòng sông ơi tình yêu ơi, dòng sông này xa nhau anh hiểu tình đời, cuộc tình tựa như áng mây trôi, để nụ cười heo hắt trên môi. Dòng sông lặng. Ok nhá, tiếp tục đưa tép vào này. Bát về không này. Trời hẹn chẳng về. Giây phút say mộng yêu thương, nói lời yêu đương. Đây là nguyên tiếng tép anh nhá, nguyên tiếng tép. Trăng lững lờ trên đầu, vầng trăng ơi. Ok anh nhá, vậy là xong một chiếc này, tiếp tục chiếc còn lại nhá. Em đưa bát ở trước nhá. Tép về không này. Khi xa nhau anh hiểu tình đời, cuộc tình tựa như áng mây trôi, để nụ cười heo hắt trên môi. Dòng sông lặng nhìn vầng trăng xa khuất chân trời, hẹn chẳng về tìm giây phút say mong yêu thương, nói lời yêu đương. Ôi quê hương xinh đẹp ngàn đời, con sông trôi xuôi về biển cả, người sao nỡ nói lời. Ok nhá, tiếp tục đưa tép vào này. Để tình phôi pha. Hát về không này. Người sao nỡ nói lời chia xa, để tình phôi pha.
tình tựa như áng mây trôi, để nụ cười heo hắt trên môi. Dòng sông lặng nhìn vầng trăng xa khuất chân trời, hẹn trăng về tìm giây phút say mong yêu thương, nói lời yêu đương. Ok nhá, vậy em đã test xong cho anh cái cặp SX72 rồi. Đấy, về nhà thì anh ghép vào công suất, mọi thứ cho hợp lý nhá. Cảm ơn anh đã tin tưởng đặt cái cặp sản phẩm của em nhá. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và có những cái phút giây thư giãn bên sản phẩm của em nhá. Vâng, em xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo của em nhá.